Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên một thương hiệu Quota, thương hiệu của Ý. Hàng này là hàng xách tay của em. Đấy, con này thì nó bị mất giấy vì nó là hàng trưng bày các bác nhé. Con này là hàng trưng bày, nó chưa đi thế nào đâu các bác. Con này mới đến 100% là chưa đi. Nhưng cái độ mới thì em cứ tính là khoảng 98% các bác. Xe thì quá xuất sắc rồi, khung carbon, cản carbon các bác. Đấy. Con này cao có size đứng bằng 49, xoay ngang bằng 51. Đấy, thương hiệu là thương hiệu đến từ Ý, Quota các bác nhé. Nhưng con này cái cấu hình của xe thì nó là chạy cấu hình rất là khủng các bạn. Đuôi đĩa thì FSA. Đấy, đề trước đề sau tất cả của nó là SA 11 các bạn, chạy SA 11. Đấy, đều là thương hiệu của Mỹ hết. Phanh cũng là FSA các bác nhé. Đấy, cặp vành vít sơn cũng của Mỹ. Đấy, con này cấu hình của nó cũng là tương đối là hàng đặc biệt. Đấy, hàng hãng đấy các bạn. Đấy, nếu bác nào mà có nhu cầu ấy thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918096215. Địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy, em nhận báo ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, và các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày. Đấy, và em sẽ vào chi tiết ngay một siêu phẩm của Quota rất là đặc biệt vì cái độ mới của xe. Thì con này là hàng xách tay nhưng mà nó lại là hàng trưng bày chưa sử dụng các bác nhé. Đấy, rất là còn mới đấy các bạn này, xe đẹp lắm các bạn. Quota, toàn bộ là thương hiệu của Quota, Vidong Phốt Tăng là Quota. Đấy, S-Ram 11 các bác nhé. Đấy, các bác nói đến câu hình của S-Ram thì các bác biết đấy, rất là khủng. Đấy, S-Ram Camba Polo. Đấy, là những thương hiệu mới là Simolo, là những thương hiệu rất là nổi tiếng rồi về dòng xe thể thao Quota, xe carbon các bác nhé. Cọc yên FSA. Đấy các bác này, yên này. Đấy, xe quá xuất sắc luôn. Phanh của nó là phanh FSA các bác nhé. FSA, phanh trước phanh sau. Đây, cặp lốp đây các bác này, cặp lốp Victoria nhé. Victoria, nhưng còn như là chưa đi thế nào đâu. Đấy, Victoria. Đấy, đây này, các bác nhìn. Đấy, không có một, đây cái này là vết, nó khoan ra một cái lỗ rất là nhỏ nhỏ đây, để làm gì thì không biết. À, đây là chấm sơn. Nghĩa là cái con này này, đây là các bác này, nó chấm cái sơn này, nó vẫn còn nguyên. Nghĩa là cái này là chưa đi, đã đi rồi thì cái sơn nó sẽ phải mất các bác nhé. Đấy, em nói này, đấy cái này cái sơn này, nó chấm sơn đen này. Nếu đi vào rồi bóp phanh thì nó phải mất cái này. Đấy, vì là cái này là hàng trưng bày mà, hầu như chưa đi một tí nào luôn. Đấy, đây cái vết sơn chấm đen này vẫn còn nguyên này. Đấy, các bác lại nhìn nít này. Đấy, con này là SA 11 các bác nhé. Đấy, cặp vành là cặp vành vít sơn của Mỹ. Đấy, cấu hình của sau là đề S-Ram, S-Ram 11, 11 nít này. Xích này các bạn. Xe thì xuất sắc luôn, em không phải tự hào đâu, nhưng mà em thử những con xe công nhận là con nào cũng thế. Đấy các bạn này, đấy, mới lắm bác. Đấy, Italia nha các bạn nhé. Đấy, Quota của Ý. Xe về phối màu thì thôi rồi, không phải bàn vào cái gì nữa các bạn. Đây cái vành trước cũng thế, đây là cái vết sơn. Mới đầu em cứ nghĩ là nó là cái thông ấy, nhưng mà đây là một cái sơn các bạn. Đấy, cái vành này chưa đi một phút nào. Đấy, Quota mới lắm các bạn. Gần như là cặp vành vít sơn. Đây các bác nhìn này, má phanh FSA nhưng mà cũng phanh FSA nhưng mà trông gấu lắm, trông đẹp lắm các bạn. Đấy, em sẽ quay sang phần trái cho các bác nhé. S-Ram này các bạn,
cái ép ram này thì phanh này là đấy. 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 Đây. Các bạn nhìn để mới cơ. Nhìn cái đồ của nó trông đã thích rồi. Ép ram của nó thì thôi rồi. Ép ram với cam ba thì thôi rồi. Đấy các bạn. Đấy em nói rồi, giờ em sẽ quay để phần xem cái phần xe nó có lỗi ở chỗ nào không để cho các bác. Đây, cái phần nhôm ở dưới nó còn mới này, gần như là chưa đi các bác nhé, gần như là chưa đi. Cái carbon nó có vằn. Đấy, nhìn bên ngoài rất là đẹp. Vụ nó to này các bạn. Đấy. Qua đây trông nó đầm xe đấy. Nó riêng cua ta nó sản xuất thì nó lúc nào nó nổi trội về dáng khung, nó nổi trội lắm. Nó rất là dáng, nó rất là đầm, rất là đẹp. Các bạn. Cảm theo xe hết các bác nhé. Đấy, và em sẽ nói lại con xe này, con này là con Cuota, con này thương hiệu đến từ Ý các bác nhé. Con xe đứng bằng 49, xe ngang 51. Đấy, con này có cấu hình của xe là đùi đĩa là đùi đĩa FSA, cung phanh FSA cộng yên FSA các bác nhé. Cơ bản viết sơn của Mỹ. Bộ gúp của xe là FSA 11 các bác. Đấy, tất cả là phụ tùng con này theo xe là của thương hiệu Mỹ hết các bác nhé. Đấy, khung thương hiệu là của Ý. Đấy. Xe thì còn quá là ok, quá đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, đấy, bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại em ghim trên tiêu đề các bác nhé. Đấy, các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông. Đấy. Nhớ các bác ấn vào nút chuông để nhận thông báo hàng ngày các bác nhé. Và em cũng xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.